Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay thì mình lại lên cho anh em một cái list đồ, một vài cái túi, một vài cái cặp củ loa và mấy bộ dàn anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ lên ít đồ lẻ thôi, và chủ yếu là đặt từ gần đây và sau này thì mình sẽ lên cơ bản là sẽ đồ dàn cho anh em, để anh em có thể mua những cái bộ dàn âm thanh về để chơi Tết được. Anh em lưu ý một chút, số điện thoại của mình vẫn ở đây anh em nhé, là 0976663776, và số điện thoại của bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Và hôm nay thì mình sẽ lại có series thanh lý một cái đống túi cho anh em nhé. Thì bắt đầu vào túi trước đi. Đầu tiên là con túi bao tử vuông anh em nhé, đeo chéo, đeo ngang và đeo chéo đều được. Để bạn Luân là người mẫu, lại lên hình cho anh em. Đầu tiên là con túi này, thì con túi da bò toàn bộ 100%, rất là xịn anh em nhé, cam kết hàng xịn. Và con này là hàng mới 100%, hàng tồn kho bên kia. Thẻ da nó còn nguyên ở đây, anh em nhìn tất cả cái thẻ da này, cái chất da anh em thì nhìn ở đây rất là xịn luôn anh em nhé, cam kết xịn 100%. Tất cả những cái móc khóa này, tất cả nó đều có là cái tấm da, anh em thì nhìn đấy, cái lớp da nó như này, ok chưa. Và chất da con túi thì sờ bao phê luôn anh em ạ, rất là phê luôn, cực kỳ sướng anh em nhé, túi sờ sướng luôn đấy. Và con này có 1, 2, 3, 4, 5 ngăn, 6 ngăn, 7 ngăn, tất cả nó có 7 ngăn và mình chỉ có duy nhất màu đen thôi anh em nhé, duy nhất màu đen. Con này đen xì luôn, chất da thì sờ cực kỳ bền, và con này mình nghĩ là dùng đến 5, 7, 10 năm cũng không thể nào hỏng được anh em nhé, rất là đẹp. Nếu mà đeo chéo sẽ form sẽ như này anh em nhé, còn nếu mà đeo vừa nãy là đeo ngang, bây giờ là đeo chéo form như này. Anh em nào mà đi tập thể thao mà đạp xe đạp các kiểu thì nó là một cái lựa chọn cực kỳ tối ưu cho anh em đấy, ok chưa. Sờ ra sướng không đây, mặt sau đây, mặt sau đây anh em nhé. Và nó có cái nút này khóa đây để anh em có thể tháo cực kỳ tiện nhé. Và dây chỉnh được dài ngắn các kiểu. Và hiện tại cái túi này thì mình chỉ để cho anh em giá cực kỳ tốt, là chỉ có 550 ngàn thôi anh em nhé, 550 ngàn cho con túi cực kỳ VIP này, da xịn 100%, đúng bằng tiền của túi giả da bọn nó đang bán trên thị trường luôn. Và cam kết hàng Nhật 100% anh em nhé, hàng thị trường Nhật về, tồn kho của thằng Nhật đây. Rồi tiếp đến ở đây thì một con túi này, con túi này là con túi ngang anh em nhé, dòng túi ngang đấy, túi ngang quay sách. Nếu mà sách thì anh em để sách như thế này cực kỳ ok anh em thấy không, để vừa iPad luôn, con này để vừa iPad luôn đấy. Em chất da thì cực kỳ sướng anh em nhìn này đấy, thẻ da nó cũng còn đây, con này và con kia là cùng một thương hiệu anh em nhé, chất da sờ giống hệt nhau đây, các cái bóc khóa của nó cũng vậy, cũng da xịn 100%, da trước da sau em nhìn, túi mới 100% luôn anh em nhé, hàng là hàng lưu kho đấy, túi mới 100%, chất da thì bao xịn luôn. Anh em nào mà đến xem trực tiếp thì sẽ thấy con túi này xịn nào, có quay sách này và có cả dây đeo. Luân đeo thử cho anh em xem đấy. Đây. Đeo chéo vào thì nó sẽ lên form rất là đẹp. Con túi này phù hợp với những anh nào mà trung tuổi ấy, nhiều tuổi một chút thì là đeo túi mà đi chơi đi ấy, đi du lịch đâu đó xách đồ theo thì rất là tiện anh em nhé. Đấy. Đeo túi vào nó sẽ như thế này, rất là đẹp. Và chất dây nó cũng cực kỳ cứng cáp và chất anh em nhé. Đấy. Và hiện tại con túi này thì xin phép là còn 1-2 con thôi, thì mình lại để cho anh em giá là có 720 ngàn thôi anh em nhé, 720 con túi này, ok chưa anh em? Quá rẻ, đúng bằng túi giả da và nó đang bán trên thị trường luôn, 720 để vừa iPad luôn. Tôi còn vài con thanh lý nốt cho anh em dùng tươi. Anh em nào mà cái mùa gọi là mùa World Cup này mà ăn được lắm kèo mà cần nhu cầu đựng tiền ấy, thì mua những cái túi này đi đựng tiền cực kỳ ok. Đây, con này là con da cừu anh em nhé, da cừu size lớn đấy, size lớn anh em nhìn đấy, ok chưa. Túi sách rất là đẹp luôn anh em nhé, sách tháo dây cực kỳ đẹp luôn, dây có thể tháo rời này, các cái khóa của nó cũng cực kỳ xịn anh em thể xem. Chất da cừu nó sẽ mịn hơn da bò anh em nhé, anh em thể nhìn cái lớp da này nó mịn hơn. Cái thẻ tang da của nó đây, thẻ da của nó đây rất là xịn luôn anh em nhìn. Cái khóa nó, con này có 1, 2, 3 và một ngăn phía sau là 4 ngăn. Xịn 100%, chất da sờ bao phê luôn. Và con này là hàng của Nga xuất thị trường Nhật anh em nhé. Nga ngố nó xuất đây. Đấy. Cực kỳ xịn luôn, đeo chéo cho anh em xem tí. Khi đeo chéo nó sẽ như này anh em nhé. Đấy. Anh em thấy không? Con túi cực kỳ ok luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Và hiện tại cái túi này lúc trước thì mình để cho anh em là 1.150.000 nhỉ? 1.150.000, thì hôm nay mình sẽ thanh lý cho anh em giá chỉ có một củ tròn thôi anh em nhé, 999.000 đấy, cho con túi da cừu lớn, tại vì mình còn 1-2 con nên mình thanh lý nó hết thôi, cho nó hết hàng đi nhá. Tiếp đến con này, còn ngon
Tiếp đến con da cừu size nhỏ anh em nhé, da cừu size bé. Con này thì dành cho những anh em mà để điện thoại hoặc đồ linh tinh, hoặc là bất kể những cái đồ tiền nong thứ để vào con này thì cực kỳ đẹp. Tại vì con này nó cái dòng size mini anh em nhé, size nhỏ khá là xịn. Đấy, con này xịn rất là đẹp luôn. Con này cam kết sở rất là sướng anh em nhé. Đấy, thẻ tang da này anh em nhìn này, cũng là hàng Nga xuất thị trường Nhật. Đây, da bò đây anh em nhìn này, xịn không? Các cái lớp da của nó này sở rất là sướng, của hàng Timor anh em nhé. Logo nó in thương hiệu đây này. Các cái khóa của nó cũng rất là xịn luôn, khóa cực kỳ xịn, móc dây đeo cũng xịn. Con này thì gần như là mình không thấy điểm chê nào con này cả anh em nhé. Con này có thể đeo vào thắt lưng này, có một cái quai đỉa để anh em thể đeo vào thắt lưng anh em nhé. Bỏ dây ra anh em đeo thắt lưng. Đấy. Con này có 1 2 3 4 4 ngăn. Đấy. 4 ngăn. Và lớp da nó rất là xịn, mà mình khẳng định nó là một con túi xịn. Lúc trước mình bán là 850.000đ nhỉ. Yeah. Thì trên video này mình sẽ thanh lý cho anh em chỉ còn 799.000 thôi anh em nhé. 799.000. Ok chưa anh em? Con này tháo dây xách tay đẹp anh ạ. Anh em tháo từ dây xách tay này. Tháo dây xách tay ok luôn. Đẹp. Rất là đẹp. Sang. Đấy. Tiếp đến ở bên này thì là mình sẽ lại lên đồ âm thanh cho anh em. Và sẽ vào đồ âm thanh và đi từ những cái món nhỏ trước anh em nhé. Anh em thể nhìn đây là một cái cặp loa chép của thằng JVC. Anh em nhìn JVC. Con chép JVC trở kháng 6 ohm từ kép. Anh em nhìn nó chép đôm anh em nhé. Chép đôm. Đường kính của con này luôn có cái thước cho mình mượn đi nhỉ. Thước đo này nhỉ. Con này có được 10cm không nhỉ? Chào luôn là lấy thước mình đo cho anh em để chi tiết. Bán mức đồ nhỏ nhỏ là nhiều anh em kén kích thước. Đây. Con này 9cm anh em nhé. Con này 9cm này anh em nhé. 8,5cm. Đấy. 8,5cm. Ok chưa? 8,5cm. Đấy. Và một cặp này thì mình xin phép để cho anh em cả cặp này chỉ có 250.000 thôi anh em nhé. 250.000 cho cặp chép đom từ kép của thằng JVC. Rất là xịn luôn. Anh em nhìn này, đây cái chân này nó vẫn còn ở đây này. Em về tự dứt ra nhé. Đây là loa tháo thùng em nhé. 250.000 một cặp. Ok chưa? Tiếp đến bên này thì đây là một cặp củ bát cao cấp của thằng Onkyo. Anh em thì nhìn thấy củ nó kinh khủng không? Củ siêu to khổng lồ luôn. Đấy, nó bọc từ chống nhiễu các kiểu này. Đấy, bên trong nó rất là gấu em nhé. Con này thì như là của loa V5 thì phải. Trước luôn nó đập thùng V5 ra thì còn thừa cặp loa này. Thì gân đã bọn này phải thay mới toàn bộ anh em nhé. Gân này bạn luôn bạn làm đấy anh em nhìn đâu. Như gân zin luôn anh em nhé. Nhiều xịn hơn gân zin luôn. V3, V5, V7 là phải thay gân toàn bộ anh em nhìn này. Đấy. Ok chưa? Đấy. Và cái cặp củ này hiện tại thì mình thanh lý cho anh em là chỉ có 550 một cặp thôi anh em nhé. 550.000 cho cặp củ này. Bát của nó thì mình sẽ đo viền cho anh em xem. Đây. Viền ngoài nhá. Viền ngoài này. Viền ngoài là 12 cm anh em nhé. Con này con bát 12 cm viền ngoài đây. Đấy. Và viền chéo ốc. Chéo ốc là 13cm anh em nhé. Chéo ốc 13. Đúng 13 luôn. Đấy. Chéo ốc 13. Và viền ngoài tròn ngoài là 12. Đấy. Anh em lựa loa mà về mà lắp thì còn 550 thôi. Bằng tiền thì em mua một cục củ thôi. Đấy. Cục khá đẹp. Sắt 7 vào vẫn còn nguyên anh em nhé. Đẹp. Mình đánh giá là nó là một cặp củ khá là gấu. Cực kỳ ngang căng. Đẹp. Và đây. Mình sẽ lại để ra này. Và bây giờ mình sẽ vào những bộ dàn. Thì đầu tiên là cái con số 01 như anh em nhìn thấy đây là cái con Sony, hàng rất là VIP của thằng Sony rồi anh em nhé. Con Sony M3 phù hợp với những anh em nào mà thích chất bát và giải bít dày thì con này nó là một cái lựa chọn anh em không thể bỏ qua được. Còn thiết kế rất là thời trang. Màn hình nó là màn hình LCD anh em nhé, chứ không phải là màn hình màn quắc nữa. Đấy, anh em nhìn này nó hiển thị rất là nhiều ký tự trên này được, LCD. Đấy, chơi MD, chơi CD anh em nhé, đọc tốt CD và đọc không kén đĩa luôn. Dòng này thì cực kỳ ngon và lành về mắt luôn. Trên này nó có con táp nữa, nhưng thường táp mình sẽ không test anh em nhé. Táp anh em nào chơi táp thì nhớ dặn mình test trước, không thì thôi bỏ qua đi, tại ít anh em nghe lắm. Có cái cổng ở mặt trước này, cổng audio in này, tức là cái cổng aux anh em kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng này anh em nhé. Tín hiệu out này xuất âm thanh ra cái bộ dàn khác này, và cái cổng phone anh em kẹp tai phone mà nghe. Đấy, chức năng con này nó rất đơn giản vậy thôi, có thể tùy chỉnh màu sắc và tùy chỉnh âm thanh bằng trực tiếp ở trên mặt qua cái núm này anh em nhé. Anh em về tự mày mò giúp mình, tại vì nó giới thiệu trên này nó sẽ rất mất thời gian. Đây, nó sử dụng con bát anh em nhìn đấy, con bát 12cm gân lụa tẩm dầu chứ không phải gân mút hay là gân cao su em nhé. Lụa tẩm dầu nó bền vĩnh viễn thời gian 20 năm không hỏng được. Đấy, màn thì màn giấy này. Bên trên là con chép màn giấy, cũng là của thằng cao cấp thằng Sony luôn. Chất âm nó thì con này phải nói là bát rất là căng, tí mình sẽ mở thử cho anh em nghe. Đằng sau thì ghi trở kháng là 6 ohm.
không ghi công suất thì thường công suất bọn này sẽ là 50W một chiếc, và một cặp sẽ là 100W. Đây hình thức phía sau đây, anh em nhìn đấy. Cục dàn này, công suất này. Công suất cục dàn nó sẽ là 50W và điện nguyên bản 100V anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Và những cái dòng đời cao của Sony nó sẽ 100% là made in China tất anh em nhá. Bộ này cũng là made in China. Đấy. Và hàng này thì hàng cam kết 100% là hàng zin nguyên bản toàn bộ. Con nào mà nó có chỉnh sửa và có sửa chữa nào mình sẽ báo luôn anh em, con nào zin mình sẽ báo luôn anh em nhá. Anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng, và tất cả những bộ dàn mình bán ra đều bảo hành 1 năm tất cho anh em yên tâm sử dụng. Và hiện tại con này thì mình để cho anh em với giá là 1.450.000 anh em nhá. Giá cực kỳ tốt rồi. Đây, vào đây nhà anh em nhá. Trong số những cái bộ dàn mình đánh giá là rất là cao anh em nhé, hay là rất là ok rồi, với 1.450.000 là con số 01. Tiếp đến cái bộ số 02, như anh em nhìn thấy đây là con dàn Pioneer cao cấp, dàn chung Pioneer cao cấp anh em nhé. Pioneer này là Pioneer N701, nó sẽ đi kèm với cả CD và MD này của thằng N901 anh em nhé. Tất cả bọn này nó đều như vậy chứ không phải là nó sai mã đâu. Nhiều anh em cứ bảo là nó không đúng mã nhưng mà hãng nó sản xuất như vậy anh em nhé. Âm ly N701 sẽ các thốt khác có sẽ là N901. Bọn này nó sản xuất đồng loạt nên nó như thế anh em nhé. Thì con này con bên trên cùng là cái thớt CD. Anh em nhìn CD con này thì đọc chất âm thì rất là chi tiết. Anh em lưu ý một chút là cái CD của thằng Pioneer này nó rất là cao cấp luôn anh em nhé. Cho ra chất âm thì cực kỳ hay. Nếu mà anh em mua những con CD ấy, con CD mà size 43 ấy, mà giá nó rẻ khoảng tầm 2,5 triệu đổ lại thì mình nói thật là không có cửa so với cả thớt CD con này. Con này nó đẳng cấp luôn. Đấy. Bên dưới là thất MD anh em nhé. MD đọc ghi tốt này, và con này thì có thể làm giải mã được. Đấy. Và dưới cùng nó là thất âm ly. Anh em nhìn mặt nhôm toàn bộ này. Nó có cái chỗ gì đây? Direct Energy Mode này. Đấy. Có những cái nút final là cái nút ổn định em nhé. Ổn định chất âm. Khi anh em bấm nút này thì cái volume nó sẽ chủ động về cái chất âm mà nghe nó ổn định. Cứ ổn định luôn. Cái đèn báo này, đèn báo các cái cổng ra vào này. Chọn input này anh em thì chọn này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, chơi cổng nào thì anh em mình chọn cái cổng đó anh em nhé. Đấy. Và đây là cái núm volume chủ này, volume chính này, có cái đèn hát vàng anh em nhìn rất là sang trọng đúng không? Bên cạnh nó là nút chép này, và bên này là nút bát, chỉnh toàn bộ bằng cơ tất cho anh em cực kỳ tiện sử dụng. Anh em nào mà nhiều tuổi rồi thì thường sẽ thích những cái nút mà nút cơ này, nó sờ nó vân vê nó sướng anh em hiểu không? Đấy, vân vê rất là sướng. Bên này thì sẽ cặp loa, cặp loa của thằng Pioneer. Pioneer cặp này thì cặp cao cấp rồi, là 701 thì nó sẽ sử dụng con bát là con bát 14cm cân cao su anh em nhé. Màng thì màng carbon. Bên trên là con chép siêu tần của thằng Pioneer, chất âm cực kỳ ngon, và nó có một cái lớp nhung phủ đây anh em nhìn này. Lớp nhung nó dán anh em nhé. Dán một cái lớp nhung. Trông rất đẳng cấp luôn, sang trọng. Đấy. Cặp loa thì khá là đẹp, đẹp góc cạnh luôn. Anh em nhìn cặp loa đẹp góc cạnh luôn, mình sẽ quay phía sau cho anh em xem. Đây. Thì sau cặp loa thì công suất của cặp loa sẽ là 80W một chiếc, một cặp sẽ là 160W và trở kháng là 4 ohm. Trở kháng 4 ohm thì với những cặp trở kháng 4 ohm thì cái biên độ dao động rất là cao anh em nhé, nên là cho cái chất âm thì cực kỳ ngon. Đây các cái cục dàn phía sau, con này như made in Japan nhé. Với những anh em kỳ thị made in China thì con này là một lựa chọn cực kỳ tối ưu với made in Japan tất anh em nhé. Cả cục dàn lại made in Japan này. Pioneer hình như bây giờ nó toàn lắp ráp Việt Nam, made in Việt Nam nhiều hơn. Đây, made in Japan. Đấy, anh em nhìn được không? Các thớt đều made in Japan toàn bộ anh em nhé. Thớt âm ly luôn, một cơ tí luôn này, không quay ra. Các cái thớt nó đều có cái phích hỗ trợ anh em mình cắm nguồn nối anh em nhé, để anh em mình ra ngoài khi anh em cách kết nối cả bộ thì nó chỉ có tốn một phích cắm ở ngoài thôi, còn lại anh em kết nối bên trong. Đấy, bạn quay tới cái âm ly rồi đấy, để tôi quay cho anh em cái âm ly. Đây, quay CD đã. CD như anh em nhìn thấy ở đây này, made in Japan rồi nhá. Đấy. Nó có một cái đường out của CD và một đường out của tuner này, kẹp antenna AM/FM ở đây này anh em nhá. Bên dưới này cũng là made in Japan, có hai đường optical in và một đường optical out anh em nhá. Xuất đường analog ra thì ở đây. Đấy, cũng made in Japan. Âm ly.
Âm ly thì cũng là công suất 45W điện nguyên bản 100V nhưng đánh rất là căng luôn anh em nhé. Con âm ly đánh căng lắm. Nó đánh khoảng tầm loa bass 25-30 thì con này vẫn vã tốt luôn. Cọc loa thì cọc loa bắp chuối toàn bộ anh em thì nhìn. Cọc loa bắp chuối toàn bộ này. Đấy. Các cái đường ra vào analog đầy đủ hết anh em nhé. Công suất 45W điện nguyên bản 100V. Đấy anh em nhìn sò than nó đánh thì căng lắm. Thế luôn đẩy vào tới nhưng mà kẹp lại cái dây loa tới đây. Để tôi mở thử chất âm cho anh em nghe. Nhiều lúc quay này mà hôm luôn nó vắng nhà quay một mình không xoay sở được anh em ạ. Nhiều lúc không quay được đồ để quay cho anh em rất là khó. Mà quay cái này phải di chuyển chứ không cắm máy quay một chỗ thì anh em cũng khó quan sát được cái bộ dàn. Rồi. Thì đây là với cái bộ dàn mà công suất 160W thì mình sẽ mở cho anh em biết được chất âm như thế nào anh em nhé. Càng và với cái giá tiền mà anh em có thể chơi được con này hiện tại bây giờ bên mình đang bán là 5,5 triệu anh em nhé. 5,5 triệu cho bộ Pioneer N701 để anh em biết được cái chất âm của con này nó như thế nào. Nó đẳng cấp và mình đánh giá là ví dụ như kiểu 5-10 năm nữa thì con này nó vẫn là một cái dòng rất là VIP. Tại vì giá xuất xưởng ban đầu nó rất là cao anh em nhé. Giá xuất xưởng ban đầu hình như của bộ này mình đánh giá là nó rơi vào khoảng tầm gần 2.000 đô. Nó rơi vào mấy chục triệu ấy. Rất là cao và đến bây giờ thì ngày xưa cái thời mà nó ra cái bộ dàn này thì bên Việt Nam mọi người không dám nhập về vì nhập về bán cho ai cái vấn đề thế đến bây giờ mình mới được dùng. Bên bây giờ thị trường Việt Nam cũng có những cái mã này tương đối nhiều rồi. Rồi tiếp đến ở đây là cái mã số 04 anh em nhìn đây bộ 04 này. 04 này thì là một cái bộ Kenwood anh em nhé. Kenwood này là Kenwood NDL 100, một trong số những mã rất là VIP bằng Kenwood rồi anh em thì nhìn này, cái núm volume nó này. Đấy, chuyển màu anh em thấy hay không, cực kỳ cao cấp luôn. Và con này mình sẽ tặng kèm khiển cho anh em nhé. Con này mình có cái khiển học lệnh từ khiển zin rồi, mình sẽ tặng kèm bộ cho anh em. Loa con này anh em thể nhìn thấy loa nó sử dụng con bát 12 cm, màng là màng gân lụa tẩm dầu rất là bền. Bên trên con chép siêu tần cao cấp. Công suất của loa, hai con loa đều rất là đẹp anh em nhé. Hai loa đều rất là đẹp. Công suất của loa mình quay luôn này. Công suất của loa là 20W và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Phù hợp bên phòng anh em nghe thì phòng diện tích của tầm 20m² trở về. Đấy. Mặt của nó thì toàn bộ là mặt gương toàn bộ anh em nhé. Có nhạc nước, con này có nhạc nước. Đấy. Có nhạc nước và chơi MD, chơi CD, chơi USB nữa anh em nhé. Chơi USB anh em lưu ý một chút là với những con chơi USB là dòng đời rất là cao rồi. Đúng không? Và có thể kết nối D audio in này, cái cổng này cổng có thể là cắm cổng thường hoặc là cổng giải mã vào cái cổng này đều được anh em nhé. Cổng giải mã. Giải mã qua cổng Cosian. Đấy, anh em lưu ý một chút. Cái sau đây, loa đây. Rất ok. Cục dàn đây. Quay bên kia cũng được. Không để bên này đi. Cục dàn đây, anh em nhìn nhá. Công suất của con này sẽ là 55W và điện nguyên bản 100V. Đấy, made in Malaysia. Đời con này 2007. Đấy, 2007 nó đã con dàn đẳng cấp này rồi. Tại sao Việt Nam ngày xưa tuổi gì mà chơi được? Rồi, luôn để vợ tôi cái. Nó có cái kẹp loa này, súp điện ao này, đấy. Và một vài cái kẹp anten AM FM. Và con này hiện tại bây giờ giá thì mình để cho anh em giá cực kỳ tốt là chỉ có 1.950.000 và mình sẽ tặng kèm khiển cho anh em nhá. 1.950.000 tặng kèm khiển cho anh em luôn. Trước con này không ở dưới giá 2,5 triệu luôn nhỉ. Toàn 2,5 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thanh lý cho anh em về chơi Tết. Bán giá thì sập sàn luôn, 1.950.000 anh em nhé, tặng kèm khiển học để em thể về sử dụng được full chức năng con này. Rồi mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe.
này hay lắm. Chơi bút bê mà. Chơi hay. Ok, bộ 04 1.950.000 anh em nhá. Tiếp đến cái mã số 03 ở đây thì như anh em thấy ở đây. Thì đây là cái bộ dàn cũng khá là cao cấp của thằng Onkyo. Con này là con Onkyo thuộc cái series Onkyo Intech 205 Intech 205 anh em nhá. Tại sao nó gọi Intech 205? Tại vì cái bề ngang của nó là hai của cục dàn là 20,5 cm. Thì con này là cái con 805TX, một trong số những cái mã rất là cao cấp của đầu 805 rồi. Nó có 805 trơn, 805X và 805TX là cao cấp nhất anh em nhá. Con này anh em nhìn núm nó toàn bộ kim loại toàn bộ này. Đấy. Cái núm chuyển input anh em nhá. Đấy, núm chuyển input này. Đấy. Và cái thớt này bên dưới là thớt âm ly. Đấy, cái nút có nút chỉnh acoustic này, tăng bass này. Đấy. Ba chế độ. Ok chưa? Dò đài trực tiếp ở trên mặt này, dò đài trực tiếp trên mặt này, volume chủ đây. Đấy. Cái chức năng cơ bản con này như vậy. Còn bên trên nó sẽ là cái thớt CD anh em nhé. CD của thằng Onkyo thì gần như không em nào chê rồi, nó cũng là thớt CD 705TX, chất âm này cực kỳ ngon anh em nhé, chất âm cực kỳ ngon. Và riêng cái thớt CD này thì nhiều anh em mà nếu mà chơi con CD này thì sẽ thấy con CD này rất là đẳng cấp luôn. Nhưng mà con âm ly nó có một chỗ là nó bị cấn góc anh em nhé. Đây, cấn một góc bên này. Đây, CD cũng cấn góc, âm ly cấn góc, bên này cũng cấn một tí anh em nhé, bên này cũng có vết cấn này. Đấy, ok chưa? Mình sẽ quay rất chi tiết cho anh em nên anh em vui lòng là đừng bảo chụp ảnh nữa, tại vì chụp ảnh làm gì, mình không thời gian mình chụp ảnh đâu anh em nhá. Bát nó sử dụng bát 14 cm, anh em nhìn đây, bát 14 cm, bên trên là con chép đom này, chép đom cực kỳ cao cấp, và đây chép đom lòng đỏ, cặp loa này là cặp 062A anh em nhá, một cái dòng size lớn. Đấy, con này nó được xếp vào dàn chung rồi chứ không phải dàn mini nữa anh em nhá. Anh em lưu ý một chút, nó là dàn chung. Đây loa này, loa của nó là cặp loa mỗi chiếc là 70W anh em nhé, và trở kháng là 4 ohm, vậy một cặp sẽ là 140W. Đấy, và luôn quay tới mấy thước ra để tới quay video về quay cho anh em nhìn đấy. Nhà chập cái cổ hết anh em ạ, quay được. Đây anh em nhìn thớt âm ly của nó bên dưới này, các cái cổng vào ra analog đầy đủ này, có cái cổng processor anh em ngắt mạch công suất ra này, rất là cao cấp rồi. Công suất ở đây như mình nhìn thấy thì là 48W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Hỗ trợ thêm một cổng cắm nguồn phụ đây. Đây kẹp loa này, đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng anh em nhé, 4 loa đến 16 ohm. Và con này một trong số con âm ly mini đánh rất là hay. Nếu mà anh em nào có cặp loa nhỏ rồi thì mua âm ly để về đánh rất là hay. Kẹp antenna FM này. Bên trên này thì cái CD này có cái đường xuất analog này, một đường này, và bên này là cái hai cái đường xuất cổng quang. Đấy, cổng cắm nguồn phụ thêm một cổng này. Made in Japan tất anh em nhé, hai cái thớt này đều Made in Japan toàn bộ. Đấy, anh em lưu ý một chút. Rồi, lần đẩy bộ thớt ra. Và hiện tại thì mình xin báo giá luôn được cái giá của combo của cả cái bộ này. Thì mình xin phép để cho anh em giá là chỉ có 3.600.000 thôi anh em nhé. 3.600.000 cho bộ cả combo Onkyo Intech 205, và là mã của nó là 805TX anh em nhé. 3.600.000 luôn, rất là rẻ. Luôn mở nhạc thử cho tớ này. Mình đang kết nối Bluetooth để mở cho anh em nhé. Để anh em làm, anh em nào lấy thêm Bluetooth thì là thêm 200.000 nhé. Tất cả bộ dàn đều có thể kết nối với cái Bluetooth này để anh em kết nối không dây cho tiện này. Bluetooth này là Bluetooth 5.0 audio, và cái này mình phải đặt bên xưởng bên Trung Quốc có gia công nhé. Tất cả bo mạch nó mở hết anh em mình nhìn đây. Bé đi. Tất cả bo mạch nó mở hết ở đây anh em thì nhìn thấy ở đây này. Đấy. Anh em thấy không? Đấy, kết nối này thôi, cấp nguồn 5V vào cho nó và cắm cái cổng 3.5 vào nó thì bộ dàn mình sẽ thành bộ Bluetooth luôn. Và tất cả những con loa Bluetooth trên thị trường thì không có tuổi so với cả bộ dàn này rồi anh em nhá. Lưu ý một chút như thế. Và hiện tại thì
Cái này thì mình đang bán anh em nào mua lẻ là 200 ngàn anh em nhé. Và mua bộ dàn, cùng bộ dàn thì mình vẫn tính 200. Rồi, mình vào nhà tôi đây. Tớ thương em nhiều biết thuở nào ơi. Anh ơi đâu còn ngày vui bên nhau. Xin em chớ buồn, chớ sầu tình chia đôi. Chẳng đêm nay cho chuyện tâm tình gửi về em nhỏ ở phương nào, tâm tư héo mòn. Ơi người có thấu lòng anh, tâm tư héo mòn. Ơi người có thấu thì mình xin phép được dừng ở đây thôi, gần 30 phút rồi. Và đây là cái bộ kết thúc của cái chương trình của ngày hôm nay, thì cái bộ số 03 là 3.600.000 anh em nhá. Cái mã số 04 là 1.950.000 này. Cái mã số 01 anh em nhìn, mã số 01 là 1.450.000 anh em nhá. Và cuối cùng là cái mã số 02 thì là 5.500.000. Đấy. Anh em nào nó tùy từ mức giá rồi, anh em nào chơi cái bộ nào thì có thể alo cho mình hoặc cho luôn anh em nhá. Và xin chào anh em, chúc em một buổi tối chủ nhật bên gia đình thật là vui vẻ.